các bạn đang đến với kênh YouTube của Cương Audio. Quý vị và các bạn thân mến, có nhiều dịp tôi đã thưa với quý vị và các bạn rằng chơi âm thanh cổ là niềm đam mê bất tận, và đặc biệt chơi âm thanh cổ ngoài việc chúng ta sở hữu được những thiết bị hay, những thiết bị có mức giá phù hợp với túi tiền, nhưng chúng ta có một giá trị nữa mà bất cứ ai chơi âm thanh cổ đều hiểu, đó là những giá trị vô hình. Bên cạnh những giá trị hữu hình của các thiết bị mà chúng ta có thể cảm nhận được, cầm, sờ, nắn được, thì có một cái giá trị tinh thần là giá trị vô hình mà tôi đã nói với các bạn từ lâu. Và các bạn thấy là chơi âm thanh cổ nó sẽ giúp cho chúng ta thư thái hơn và chúng ta hoài niệm, nhớ về một thời kỳ quá vãng mà phần lớn khi đó thì chúng ta có những tuổi thơ gắn với cuộc sống còn thiếu thốn bề bộn, đặc biệt là ở những khu vực nông thôn. Thì các bạn thấy trước đây nếu như một gia đình nào đó sắm được một bộ dàn âm thanh mà chúng ta mong muốn làm sao đó được nghe, được cảm nhận và được sở hữu những thiết bị như người ta, thì các bạn thấy có rất nhiều gia đình đã đánh đổi, có thể đổi bằng lúa, có thể đổi bằng các hiện vật ví dụ như trâu, bò hay vật nuôi gia súc, gia cầm trong gia đình, hay thậm chí là có nhiều người có thể đã mua chịu, sau đó trả dần theo năm tháng. Thì các bạn thấy có rất nhiều, và thậm chí là tôi biết có nhiều người tiết kiệm được cả tiền hay vàng, thậm chí là tiết kiệm vàng nhưng cũng đem đổi để có thể sở hữu được một trong những bộ dàn âm thanh mà mình mong muốn. Như vậy các bạn thấy là nhắc đến chơi âm thanh cổ thì nó có rất nhiều những cái giá trị vô hình, nhưng nó gắn với kỷ niệm mà một đi không bao giờ trở lại. Và chúng ta ngẫm nghĩ lại một chút, chúng ta thấy ngay ở những thời kỳ rất gần đây thôi, khoảng giữa những năm 90 hay đầu những năm 2000, rất nhiều vùng nông thôn còn khá lạc hậu và còn chưa có điện lưới quốc gia. Cho nên các bạn thấy việc chúng ta đi sạc bình ắc quy hay sử dụng thủy điện mini để chúng ta sử dụng, có thể là xem TV hay là có thể là chúng ta chạy những cái bộ dàn âm thanh trong gia đình. Nhưng các bạn thấy rất rõ, rất nhanh thôi, một thời kỳ sau những năm 2000 cùng với sự hội nhập đổi mới và sự ra đời của các thiết bị nhìn đã lấn át những thiết bị nghe, nhưng còn rất nhiều người vẫn mặn mà đam mê âm thanh cổ. Và có thể nói rằng sau khi trải nghiệm những thiết bị nhìn hiện đại đắt đỏ thì nghe nhạc lại thấy nó không đã tai bằng nghe trên những thiết bị chuyên nghiệp. Chính vì vậy mà chúng ta lại tìm đến với âm thanh cổ. Và các bạn thấy là các hãng audio thì có những hãng đã không còn nữa, người ta cơ cấu hoặc làm ăn thua lỗ, người ta bán mình. Tôi đã nói rất nhiều về vấn đề này, nhưng các bạn lại thấy là có rất nhiều những thương hiệu ăn nên làm ra và sản xuất những dòng sản phẩm cao cấp. Đấy, các bạn thấy rất rõ những dòng high-end. Và tất nhiên trong xã hội hiện đại thì có rất nhiều người có điều kiện kinh tế, nhưng có nhiều người cũng vẫn chỉ ao ước và chưa thể sở hữu được những dòng high-end đắt đỏ. Lan man mãi thì tôi muốn nói với các bạn rằng chương trình hôm nay tôi sẽ test và giới thiệu đến các bạn một trong những dòng siêu phẩm mà rất nhiều người ao ước. Các bạn nhìn thấy trước mắt đó chính là cặp loa Infinity K37. Nhắc lại các bạn, đây là cặp Infinity K37 sản xuất tại Mỹ, dòng loa 3 đường tiếng, vỏ gỗ sồi. Và các bạn nhìn thấy đây là cặp loa sử dụng một bát 30, một loa chung polydome, và đặc biệt nó sử dụng một chép Emmit, một dòng chép mà hãng chỉ trang bị trên những model cao cấp. Và chiếc Emmit này do hãng Infinity độc quyền nghiên cứu và phát triển. Cặp loa này có giá 22 triệu đồng. Tôi đang kết hợp nó với âm ly Pioneer 980. Chiếc âm ly Pioneer 980 này có giá dưới 20 triệu đồng. Tuyệt đẹp, các bạn có thể đánh được rất nhiều loa và tiếng rất là sáng. Và đầu CD ở đây là nguồn phát, đó là đầu CD Denon 1650GL, phiên bản cao cấp có hồi gỗ sang trọng và khá nặng như một chiếc âm ly. Chiếc đầu CD này có giá 13 triệu đồng. Tôi sẽ quét qua tình trạng để các bạn nhìn thấy những cặp loa nó đẹp như thế này. Đấy. Thì các bạn thấy là những cái cặp loa mà nó bo vát và xẻ rãnh. Đấy, vỏ gỗ sồi như thế này rất là ít. Sau lưng của nó thì có cái vi tinh chỉnh để các bạn có thể điều chỉnh được cái độ sắc nét của tiếng mid và tiếng chép. Đấy, thiết kế rất là cầu kỳ. Chỉ thiếu cái thùng xốp thôi các bạn ạ. Cặp loa này có giá 22 triệu đồng. Các bạn có thể đánh bằng các dòng âm ly đề nông để cho bát nó đầm, nó căng. Đấy, thì tùy theo sở thích các bạn. Đánh bằng săn xui G6000, G8000, 8080, G9000, vân vân. Hay các dòng Acufei đều rất là tốt. Bác nào mà có những cái dòng mang in tốc công suất khủng khủng một tí, vụt vào nó thì nghe tiếng phê lắm. Đấy. Tất nhiên là những con... những chiếc âm ly mang in tốc mà đánh những cặp này ra chất thì
phải tầm 7 đến 90 triệu đồng. Tức là những cái chiếc âm ly của hãng Macintosh. Bởi vì các bạn biết là Macintosh thì nó hay trung thành với cái công nghệ xuất âm biến thế. Mặc dù là tiêu thụ điện rất lớn nhưng cái công suất thổi ra nhỏ. Nhưng cái chất lượng âm thanh thì có thể nói là luôn luôn ở đầu bảng. Ở đây các bạn thấy này, đây là chiếc âm ly Pioneer 980. Đấy, vỏ gỗ tuyệt đẹp, tình trạng nó đẹp, rất là đẹp. Giá chưa đến 20 triệu đồng đâu, Pioneer 980. Thì đối với dòng 980 này các bạn để ý vào, gạt số này thì nó sẽ nó nhỏ đi. Đấy, giảm đi 20 decibel. Và ở trên dòng này thì có những nút lâu nớt này. Đấy, bật lên thì nó sẽ tăng gấp đôi bát chép lên. Tuy nhiên thì nghe nhạc muốn nghe chính xác mà nghe hơi lớn chút thì ta không nên bật lâu nớt. Còn khi đêm muộn ta nghe nhỏ thì ta bật lâu nớt cũng được. Ở đây thì các bạn nhìn thấy đầu CD này, tuyệt đẹp. Đấy, đầu CD cao cấp 1650GL. Có điều khiển và có thể chỉnh luôn ở trên này cũng được tùy các bạn. Giá 13 triệu đồng. Cả đầu CD và âm ly đều dùng nguồn điện 100 các bạn nhé. Nhiều bạn hỏi tôi là âm ly nó ghi nguồn điện 100, đầu CD nó ghi nguồn điện 100 thì mình cắm vào 120 có việc gì không? Thì các bạn thân mến, nguồn điện 100 mà ta cắm vào 120 thì có nghĩa là nó đã quá tải 20%. Và nếu chúng ta mở nhỏ mở ít, tức là chúng ta mở cái thời gian nó không kéo dài thì trước mắt nó chưa có vấn đề gì đâu. Nhưng các bạn nhớ là về lâu về dài là sẽ hỏng và sẽ cháy nhé. Thông thường thì các bạn thấy là quá tải 20% mà chúng ta kéo dài trong thời gian dài thì cái tuổi thọ của nó không cao. Để các bạn nhớ như vậy nhé. Cho nên là những thiết bị của Mỹ thì nó sẽ có ghi là nguồn điện 120 và những thiết bị của Nhật thì nó ghi nguồn điện 100. Thì chúng ta cứ tuân thủ đúng cái chỉ dẫn của nhà sản xuất thì âm thanh của nó sẽ tốt nhất. Và bây giờ thì tôi sẽ test thử một đoạn để các bạn cùng nghe thử xem sao. Bây giờ xin mời các bạn cùng tôi thưởng thức âm thanh siêu sắc nét, cực kỳ chi tiết chính xác từ cặp loa K37, cặp loa Infinity K37 của Mỹ Bass 30, trung đô và chép Emmett độc quyền của hãng. Cặp loa này vỏ gỗ sồi, cặp loa có giá 22 và tôi đang đánh bằng âm ly Pioneer 980 có giá dưới 20 triệu đồng. Đầu CD Denon, đó là CD Denon 1650GL có giá 13 triệu đồng. Chỉ cần âm thanh cất lên thì các bạn đã thấy âm thanh của nó siêu trong trẻo và chi tiết, bóc tách các giải âm. Đối với dòng loa này các bạn có thể đánh bằng các dòng âm ly của Denon mặt vàng đều được. Sau không sợ em ơi.
trọn mối duyên đầu đẹp lòng anh yêu sâu. Xưa chức nữ chẳng ngờ từng đắng cay dài dầu chờ ô thương bắc cầu. Còn anh từ xa cây làm em hơn em tránh. Mọi món đời hồi âm thêm hóa đành lẽ bóng nhớ thương anh ngập đời hồi âm thêm hóa đành lẽ bóng.